3, 2, 1. Rồi, ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay sẽ là một video thử chế một chiếc cano siêu tốc với giá rẻ nhất có thể nha các bạn. Rồi, ok, như các bạn thấy tất cả trên bàn này chính là những cái linh kiện mà mình sẽ chế cái chiếc cano vào ngày hôm nay nha. Để coi là cộng tiền lại nó sẽ hết bao nhiêu nha các bạn. Và đầu tiên quan trọng nhất chính là một cái bộ mạch của xe đồ chơi này các bạn. Cái bộ này thì mình đã độ rơ le vào rồi. Và nếu như bạn nào có sẵn cái xe điều khiển đồ chơi á thì chúng ta có thể tháo mạch ra, chúng ta độ rơ le thêm vào. Không thôi thì chúng ta có thể mua trên mạng một cái bộ TX GX của cái xe đồ chơi này nè. Nó khoảng 30 mấy 40 ngàn đó các bạn. Còn cái việc mà độ rơ le vào đây như thế nào thì các bạn có thể click vào những cái video trước của mình để xem nha. Ở những video đó thì mình có nói rất là rõ luôn. Thì cho cái này là 45 ngàn đi. Đây là một cái cục đánh lái trong xe điều khiển nè. Mình tháo chung bộ đó thì cho cục này 5 ngàn đi các bạn. Rồi một cục pin 2S tự chế từ pin điện thoại. Cục này thì chế từ hai viên pin điện thoại cũ các bạn. Thì mỗi viên pin này các bạn mua cũ là từ khoảng 10-15 ngàn một viên. Ở đây thì mình mua có 10 ngàn viên à. Ghép lại là cho 20 ngàn đi. Thêm hai cái jack nữa là 25 ngàn. Chân vịt thì chúng ta sẽ lấy 15 ngàn đi. Một cái khớp nối bằng đồng, cái này cho 15 ngàn. Rồi một cái bộ láp với trục tự chế. Đây là cái ống của trong cái anten radio nè các bạn. Còn này là cái cam xe đạp. Và chèn thêm khúc nhựa với cái ổ bê vô đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ trục với láp luôn. Bộ này nếu như tính ra tiền thì chưa được 10 ngàn nữa các bạn. Thì chúng ta sẽ cho nó là 10 ngàn đi. Một cái motor 7.2V. Này hình như là cái 280 hoặc là 290 các bạn. Cái này nếu như các bạn mua mới thì nó sẽ khoảng từ 30, 40, 45 nghìn. Còn tháo cũ thì hên xui các bạn 50 nghìn. Thôi cho giá mua mới nha, 45 ngàn. Còn nhựa PC với một cây thép linh như thế này để chúng ta làm bánh lái. Cái này thì cho 5 ngàn thôi. Thì tổng cộng cái đống này hết bao nhiêu tiền mình sẽ để trên màn hình nha. Tại vì lúc hồi nãy nói mình cũng quên cộng rồi các bạn. Ok, và không có linh tinh liên thuyền nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế một chiếc cano với chi phí rẻ nhất có thể cho các bạn xem nha. Rồi, ok, bước đầu tiên mình sẽ bắt đầu làm cái phần thân cano trước nha các bạn. Và nếu như các bạn thắc mắc là làm cách nào để cho cái phần thân này nó đẹp, nó đều, nó chuẩn chỉ thì mời các bạn xem cái video này nha. Đấy, ở trong cái video này thì mình kẻ tọa độ rồi mình chỉ các bạn chi tiết cách làm cái thân cano luôn á. Nên là nếu như bạn nào chưa biết làm thì có thể click vào cái link video đó và xem lại cách mình làm nha. Rất là dễ luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ làm cái thân cho chiếc cano này. Ok, let's go. Ok, và đây các bạn. Đấy,
Rất là đơn giản luôn, chúng ta đã có một cái phần thân cano như thế này rồi. Đấy, rất là đều luôn. Các bạn cứ làm theo mình là sẽ đẹp nha. Đó, đều tăm tắp luôn nè. Rồi, ok, trước khi mà gắn đầu điện vô cái con này thì mình sẽ làm những cái sóng sọc ở phía bên dưới cái đáy thuyền nha các bạn. Để cho mà khi chạy nước nó sẽ rẽ sang hai bên như thế này nè. Nó bớt cái lực cản lên cái phần này thì sẽ giảm ma sát nha. Thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Đó, khi mà nước nó vuốt lên tới đây nó sẽ bị xòe ra hai bên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tiếp nha. Đấy các bạn, rất là đơn giản luôn. Chúng ta đã làm được một cái bánh lái từ nhựa ống nước rồi. Rất là đẹp, gọn y chang như mấy cái bánh lái nhôm bán trên mạng đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cái bánh lái vào thuyền cũng như là làm những cái chi tiết bộ phận linh tinh bổ trợ cho cái tàu này nha. Rồi rồi, ok, và đây các bạn,
Cơ bản là chúng ta đã làm được xong cái phần kit cano rồi nè. Đã có motor, chân vịt, bánh lái đầy đủ hết trơn rồi. À sẵn đây cho các bạn coi cái chiếc motor của mình nè. Đó. Cái chiếc này là mình sắp tới mình sẽ quay clip review cho các bạn xem nha. Chạy rất là ok luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lắp đồ điện cho cái con này, rồi hoàn thiện nó luôn nha các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ lắp pin vào để cho các bạn xem là khi mà cái mạch này độ rơ le thì nó sẽ mạnh như thế nào nha. Đây, một cục 2S pin điện thoại của bắp thôi các bạn. Đây, cái này chúng ta sẽ cấp cho mạch. Chúng ta sẽ cấp cộng, một sợi trừ ngoài bìa này nè. Đây, hai sợi này chúng ta sẽ cấp cho mạch. Đây, ghim ngoài bìa này các bạn. Các bạn nhớ ghim đúng cái màu nha. Cộng hiệu cộng, trừ hiệu trừ. Rồi, xong. Đây. Lái nè các bạn. Đấy, rồi tới ga nè. Đấy, các bạn thấy không? Rất là mạnh luôn. Rồi, ok. Ở những bước tiếp theo thì mình sẽ ụp cái nắp lên trên này, làm cái cabin đó các bạn. Bây giờ mình sẽ làm luôn cho nó nóng nha các bạn. Rồi, ok, đây các bạn. Đó. Như vậy là mình đã làm xong chiếc cano này rồi. Bây giờ chỉ cần việc sơn lên là mình có thể đem đi test cho các bạn xem nha. Ok, ngon lành luôn. Bây giờ mình sẽ sơn màu lên cho nó đẹp nha các bạn. Rồi, ok, và đây các bạn. Đây chính là cái tàu của mình sau khi sơn nè. Đó, màu vàng với màu đen, khá là đẹp luôn. Đây, chân vịt Thái Lan. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ đem đi test cái tàu này cho các bạn xem nha. Để coi là đối với những cái vật liệu rẻ như vậy, dễ tìm như vậy thì cái tàu này nó sẽ đạt tốc độ như thế nào. Có ngon không thì mời các bạn theo dõi nha. Ok, đi thôi. Đây các bạn, nó chạy nó nóng làm sao không biết, nó xích nó gãy cái chốt motor luôn rồi. Để mình tìm cách mình chấp lại nha, không được thì đi về luôn đó các bạn. Ok, mới sửa xong nha các bạn. Rồi, ok các bạn. Chạy sao các bạn coi mình chấp giá nè. Đó, ghê chưa nè. Cái cục là hình như nó bị cháy, bị hay là bị nổ cái chỗ thang luôn các bạn ơi.
Thôi đi về luôn nha. Rồi ok, như các bạn thấy thì với cái mức giá tiền là khoảng 100 mấy đến 200 nghìn thì chúng ta có thể chế được một chiếc cano chạy tốc độ cũng ổn lắm các bạn. Ở đây là mình đã tính cái giá mới á, nếu như các bạn mua cũ hoặc là các bạn sẵn có thì nó còn rẻ nữa nha. Xui một cái là mình chạy mới xíu rồi các bạn, nó bị hư cái motor rồi nên không có quay cái clip test dài cho các bạn xem được. Nhưng mà nói chung là cũng ok á. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này, và nếu các bạn thích cái video này và muốn làm thử thì chúc các bạn thành công nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ mình sẽ đi về đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye.